Begin. Lo em nha, anh em nào đang chơi game lộn chiến không anh em ơi? Lụm Mình định đi ải lộn chiến, anh em nghĩ sao nha? Nhiều anh em like ganh, nhiều anh em like lộn chiến ấy rồi, mình chơi ải lộn chiến. Nhiều chơi con gì đây? Qua giờ đánh ok nhất là có còn Tháo hôm qua đánh ghê lắm, mình nó ấy quá, nghe thì nó không biết. Mình thì thích đánh thiên ấy thôi, đánh thiên bồng đi. Này phải mua đấy. Này phải mua đấy. Này phải mua này. Night approaches. I'm a pig. It is my duty to promote goodness and purity. All of us. You can live like a pig. Like the secrets of the dark nebula lie locked deep inside me. Này phải mua đấy. Hello em nha, em nào đang xem xin một like nhé. Ủa cái gì vậy? Welcome to Heroes Evolved. Troops deploy in 5 seconds. Troops have deployed. You're even stupider than a pig! Đang bị lỗi gì á, từ từ anh em à, từ từ mình sửa lại nè. Oh yeah. À, ok. Ok, mình biết tại sao nha. Thề luôn á. Rồi, chiến lòng chiến nè. Anh em nào đang xem cho mình xin một like xe nha. Chiến game mới này mà. Chiến game top 1. Đánh đấm gì tầm này, mấy thanh niên này đánh đánh sao lại mình. Ui, căng đấy, một bài hát tung khá căng đấy. À quên nữa. Tí là hỏng chuyện. Vào ăn mấy bãi quế gừng thì nó sẽ ok hơn anh em.
À, cái này là kéo về. Này không có gạch top nha. Con này có gạch top ngon nha. Chiêu một là hóc tung. Cái này là kéo về. Đó, thì chọn. Whoa này. Chọn này. Hết mana rồi này. Cái đầu xanh đó, hết mana rồi này. Kéo về này, hóc tung này. Chọn whoa này. Càng ấy, được ấy. Anh em nào đang xem mình xin một like nhá. Anh em nào muốn tải game chơi thì vào hãy bên dưới nha anh em. Vào link bên dưới để tải game nha anh em. Mình đã game link ở phần comment nha anh em. Ra đây lụm cái con này luôn. Nó hơ bực bội nha nha. Nó hơ bực bội nha. Chết. Chết này. Đấy. Chết này. Chết này. Ôi chủ bắn. Chủ bắn đào đấy. Ê, sao chủ bắn đào thế nhỉ? Thôi em xin. Sủ bắn đau quá. Non. Cái gì vậy tệ ơi? Non gì ở đây? Solo không? Solo không? Solo không? Ganh gì rồi? Ganh gì rồi? Anh em ganh gì rồi? Em mới có đồng 1 rồi trời ơi, mọi người leo lên top mới hết này. Tu nằm đây mới đồng 1. Chiêu 2 hồi khá nhanh nha. Mà đánh sát thương phép nữa chứ. Hình như đa số những con này đánh sát thương phép không ta. Mình để ý nha, tướng toàn đánh sát thương phép nhiều ấy. Đó mà hồi quá. Bắt ăn mấy con cóc nhiều màu sắc này. À biến thành con biến thành con lợn gừng. ảo biến thành con lợn gừng. Biến thành con lợn gừng rồi đấm. Biến thành lợn gừng rồi đấm. Biến thành lợn gừng cũng hơi lâu quá nha anh em. À biến thành lợn gừng tăng máu tăng tốc chạy. Hồi máu khi di chuyển. Đây. Đây. Ui. Tụi này đến căng quá, lên đồng rồi, tụi này đến căng quá anh em. Hết ván 1 xin slot nha. Ok nha. Vào được không? Có ấy đi vào không? Mình quên gắn cái mã QR lên để cho anh em kết bạn. Từ anh em nên ăn cái chiêu 2 nhiều hơn. Chiêu 2 nó hồi nhanh, mình ăn chiêu 2 để mình gây sát thương nhiều hơn tí. Đó, chiêu 2 hồi khá nhanh, chỉ có 3 giây thôi. Ôi đây nè. Ôi. Lão với là lão trừ. Thôi nè. Xong rồi. Ôi lên đồng rồi đánh chết nhiều vãi nào rồi kìa.
Cái con người nhung nham này tưởng tượng giống con gì đó, giống cái bùa đỏ này, cầm điêu thuyền nè. Dịch chuyển đi cho nhanh, đi lâu quá. Lên được áo tròn rồi. Chiêu nó khác nè anh em, hồi nãy là mình kéo lại chó đúng không? Mình nâng lên chiêu lần thứ hai là kéo qua phía sau luôn. Đấy, anh em thấy chiêu thức nó thay đổi không? Phần này đó, nó sẽ chọn. Mà này chỉ có một thôi. Một lát không biết là nó có hai hay không. Đây. Đánh nhau, tao bảo mày đánh nhau mà. Ui cái con này. Chạy đâu con sâu? Ôi xùi, kéo nó ra không, kéo đi vô trong kia, kéo ngược lại trong trụ giúp thoát luôn. Áo thật sự. Thôi thằng kia nó đứng dưới rồi, đây trụ đi. Để đi cho nhanh. Bắn, mấy trụ bắn đau quay chương. Sao tương phép của con gì đây? Thôi té. Nó không dám qua đâu. Nó không dám qua, tao cũng dám vô nè. Quyền nha. Bán một khá là dễ. Tỷ lệ thắng của tôi là 100% nha anh em. Đó nha anh em. Đừng có đùa nha. Một sao rồi. Tôi đâu lên 2 sao chứ. Có cái này có theo dõi ấy nè. Cái này hơi căng. Quên nữa, bữa nay chưa nhận quà gì hết. Ôi mới bảo trì xong nè. Có lại có thưởng được vô bảo trì. Thế là ngon. Ok luôn, nhận luôn cái ước đang đấu kịch tính vinh quang chiến thắng. Gì đó ai biết đâu. Tân thủ nè, đấy, nhận luôn con Yuka béo. Đẹp. Bơm bơm. Thì nhận tướng hay mảnh tướng. Bước nè. Bước một. Ok. Bước. Ok. Ô. Bên kia đâu? Ở đây. Bị ăn. Giờ nó cho đấu xếp hạng rồi nè. Tubra Game TV Game V Gaming Tubra Casira đầu xanh tên V Gaming. Nó qua đây nó lấn chiếm bên đây rồi. Mắt kim cương rồi anh em ạ. Hôm qua tôi thấy là chỉ các đấu chỉ có đồng 3 hay gì á, đồng 3 rồi, bây giờ kim cương 2 rồi. Ảo thật sự nha.
đánh kim cương 2 rồi. Trong top 100 bây giờ là không còn bóng dáng của anh em tôi đâu. Không, cái tụi nó đánh ghê vậy. Kim cương 2 rồi anh em ơi. Chưa đi, chưa ai chết lại trời. Thầy bác xin lọc một slot. Vào được không? Vào được không bạn ơi? Vào được không Xuân Nguyễn ơi? Ông vào được không? Tăng thủ đồng bạc. Ở đây không có, không có ấy phòng thì tôi cũng không biết vào bằng cách nào. Mời mấy anh em vào chơi. À đúng rồi, tôi đi, tôi sẽ không, tôi sẽ đi thám hiểm. Gì? Đông. À, đây. Tôi sẽ không đi ganh. Tôi sẽ đi qua thám hiểm, tôi cả lực chiến. Hôm qua tôi bị lỗi bên thám hiểm, nên bây giờ tôi sẽ qua thám hiểm, tôi cả lực chiến. You called. I could use some company in hell. Bảy cái máy rồi. Judgment with the stroke of the brush. Phân giải trong đội, trong đội. 7K, 8K, 6, 6K. 3 sao, 3 sao. If you betray me, your soul shall burn in eternal hellfire. Nghe đi. Mình sẽ lấy mấy con có lực chiến cao. Chỉ có một con trong đội. Để đánh lấy trung quỳ nè, lấy quan vũ này. 8 7 8 6 7 k 7 6 7 4. Cái con này mình nên bán đi với 7 4. What a lucky day. Đâu rồi? Phân giải. Cấp 9 mà thám hiểm. Sao? A true warrior is stable as a mountain. Trung quỳ tăng cấp nhanh. Đấy, lại lên cấp anh em. There's nothing to fear. I am here. Cái này có 3 sao thôi, nhưng mà không được. I pledge to smite the demons with you, your majesty. Tell me your name. I must at least know who I am killing. Mấy con này đồ anh em. Ngàn mấy này mới được. Trời ơi. Ừ.
khá yếu. Nhiệm vụ nhận hết mấy con tướng này. There's nothing to fear. I am here. Vượt ải. Lỗi game không vào được. Ủa sao bị lỗi game? Game đang ấy mà bị lỗi à? Game đang chơi bình thường mà sẽ bị lỗi được. Anh em nào đang xem mình xem một lại nha. Your torment will never end. Thôi cầm con vũ đi. Mấy con quái này thì bình thường thôi, đánh được, đánh được. Đánh được, đánh được. Xem chung quỳ này. But it's hard to know the human heart. Bé này thì chỉ đi bốc bốc thôi. Chết rồi. Hải này dễ. Nè, lượm thêm mấy cái vàng á, anh em lượm thêm mấy cái đồ đi tăng ấy. Anh em nên tăng mấy con mà 4 sao hoặc 5 sao quá nha. Chứ anh em tăng mấy con kia cũng vậy à. Nữa cũng anh em cũng phải trả hết thôi chứ anh em cũng không tăng được đâu. Your torment will never end. Those unburdened by conscience do not fear me. Or do you now feel remorse? Brother, our lives are in each other's hands. Một phát chết luôn. Này các bạn bằng mã QR á, các bạn mới chơi chung được, còn không không chơi chung được đâu. Tại vì nó không có ID phòng. Let me think.
Này có sát thương chậm. Đi ải vẫn ngon hơn em ạ. Mình phải đi ải hơn rồi đấy. Cài ải Wittery. Hello em nha, em nào đang xem mình xin một like nha. Cái này nhận uống được nhiều anh em. Lầm thêm một cái ái nữa xong rồi tính sau. Lầm cái nữa rồi đi. Mấy con boss này đánh. Con boss này đau vậy. Lượng bố thì phải. Ừ. Hậu xanh. Lượng bố thì phải cầm hoàng vũ chơi nó. Phàn vô đầu. Hậu xanh là ba thằng lượng bố này mà. Ba thằng lượng bố này mà. Hai lượng bố biết phân thân nữa. Đồ gì á. Lượng bố mà biết phân thân nữa. Không. Nhiều đá đây. Chị chiêu mộ nghe con tướng à. Đặt là chiêu mộ người được chiến binh lam nữa. Đạt là mấy con lính đó. Chiêu mộ này nè, đá ma thuật đó thì mà. Mấy có 4 sao, tướng đạt 4 sao thôi. Con này chiêu mộ 3 lần mới đạt được 4 sao. Cái này chiêu mộ 3 lần là được 4 sao. Là 3 sao này. Chiêu mộ thêm một lần nữa là được 4 sao này. Hồi nãy một lần đúng không? Một lần, hai lần. Hồi này không 4 sao là nó lừa mình đấy. Lừa luôn, bị lừa luôn. Méo gì mắc hơn 100 giờ, ý 300. Không 100, 100 đá, 150 đá ma thuật. Vô tu luyện. À cái này dùng để tu luyện nè, cái nghị tăng máu và giáp mê tính kim chỉnh này mình quá trời dư luôn này, tu luyện thỏa thích luôn. Nguy hiệu vượt ải. Ô vượt ải có nguy hiệu mới tu luyện được à. Này nè,
true warrior as stable as a mountain. Anh cảm nhận nè. If you betray me, tell me your name. I must at least know who I am. Con này 7k4, con này 7k7 rồi. I could use some company in hell. We die for brotherhood. Nguyễn Nguyệt Trảm. Judgment with the stroke of the brush. Chưa chưa đứa này. What a lucky day. I pledge to smite the demons. There's nothing to fear. I am here. Nè, có giáp cổ này. Này cũng có. Có cái quần thế cổ này 200 quần nguyễn cổ 1. Mặt này được. Sao? Không có. Judgment with the we die for brotherhood. A true warrior is stable as a mountain. Này có một cái kiếm không? Này. Này. Victory or defeat hinges on every decision. Đánh thử là chấm chào. Bạn phụ thường đã cấp 10 chơi luôn cá nhân tổ đội. Nghe không? Cá nhân. Cứ giải. Con mẹ nhện. Cứ giải là con mẹ nhện. Này thì cứ giải. Cứ giải. Đánh không lại kêu đồng minh. Đậu xanh đó. Ui dồi ôi. Defend with all your might. Hold them down. Chết. Chết. Kìa. Hơi đầu xanh. Nó hồi nó hiến tế con kia nó được nhiều ấy quá nhồi ra. Ô thua đấy. Khó đi. Lấy trung quyền ra chơi thử xem. How about something new? I traverse these realms, slaying demons as I go. Attack. Rồi, sao chơi? Bị lỗi rồi.
Bị lỗi rồi, em bị lỗi rồi. Hear my power. On every decision. The end approaches. Con cừu già này khó chơi quá, con gì già này khó chơi quá. Đậu xanh á. Không thắng được anh em ơi. Không thắng được. Chạy đâu, không thắng được. Our lives are in each other's hands. Nó là nó hiến tế rồi à. Tám giây nữa. QR. Quantity over quality. Power, I need power. This power will determine your fate. Thôi xong tôi rồi. My powers are restored. I will take my minions. Thôi. Chiêu mộ này cả tướng không anh em ơi, chiêu mộ này cả tướng mà. Cái đoạn cả lính không ạ, nè con lính đó nè, chiến binh đỏ này, chiến binh xanh. Quá teo thật sự. Rest easy, I hold the trump card. Judgment with the stroke of the brush. Đi hiểu cái này nữa nè. Đi vượt ải này ngon nè. Bấm mấy ải này cũng được.
Anh em nó đang xem cho mình xin một plow xe nha. Victory or defeat? Dark and light. Good. You have a cung thủ, cung thủ, cung thủ. Tăng công, tăng công. Brothers, our lives are in each other's hands. Mấy hình là của ai? Đấy, phải chết ngay. Nãy có thêm 100 mấy nữa, 100 vàng, 100 cái rupee nhìn đá tím đó đó. Kiểu là đọc thêm. Quá dễ. Đi sang cây lễ ta ra đất ta ra. Từ anh em ơi.
Anh em đợi mình tí nha, anh em đợi mình tí nha. Em bật tí nha. Em cho mình tí nha. Lấy mã QR đã. Như đây là mã QR của mình này. Đây mã QR nha anh em nào kết bạn lên đây nha. Mã QR của mình đây. Em nào kết bạn vô đây nha anh em. Đấy, anh em nào kết bạn lên đây nha. Đấy. Mình để này nè đó. Đây nha, đây đây nha, đây đây nha. Đây, ok. Đấy, anh em nào kết bạn lên đây. Mã QR của mình nha anh em nào kết bạn. Anh em nào kết bạn thì lên chụp chụp cái màn hình lại xong còn quét mã là ok nha anh em. Giờ mình đi đi ai tiếp đây, lấy cho vài ấy nâng cấp lên mấy con tướng này lên của mình lên đã. Con trung quỳ với con ấy nó mạnh quá nhưng mình lên không được. Brothers, our lives are in each other's hands. Ô cái này, ô cái này là cái, chờ tưởng đâu cái hòm mấy ai ngờ. Tưởng đâu là cái hòm con kia. Nhờ không phải. Anh em nào các bạn chụp hình lại có mã QR đó anh em các bạn vô đó nha. Cái này là 1 cộng 4 á, gọi là 1 cộng 4 á. Đánh luôn, sợ mày quá. Tao sợ mày. Tao sợ mày quá. Lượm ngay 3 sao. Quá tuyệt vời. Anh em nào vào cái kết bạn nha. Mã QR mình để ở đây nè. Đấy.
Hết rồi, cần phải mặc áp cám mới được. Vô tướng này, cường hóa này, trưởng thành này. Em phải có cái này mới được. Có nguyên liệu. Này năng sao là được nhận tướng bằng cách chiêu mộ. You called. I could use bảy, bảy bảy. If you betray me, your soul shall burn in eternal hellfire. Mấy năm mấy chín. There's nothing to fear. I am here. 10. Hợp lý đấy anh em. 1. Rest easy. I hold the trumpet. Đi xuống này sẽ chiến rồi nè. Còn cái nữa thiếu à. Lô anh em nha, anh em nào đang xem mà xin một like nha. Shall burn. A true warrior as stable as a mountain. Tell me. You called. What a lucky day. Lead with reason. Con này hay 800 mấy con này mà. 800 mấy. Comes not from the body, but from the heart. Đồ hình này ăn được không ta? Ăn được không? Ăn được cái con kim ngu không? Hồi nãy cự giải đúng không? Hồi nãy con kia là cự giải, hồi này kim ngu ăn được không?
Ăn được. Stay sharp. On your head. Cứ giả là con gì này? Con bò à? Ôi xui. Kìa. No. Flat as a pancake. Get over here. No one outbullies me. Flat as a pancake. What's the matter? Can't take a hit. Căng ơi, căng bò này. Forever. What do you need? Chết thôi, kịp ngáp luôn. Cái con kim ngưu thối tha. Make you stronger, brother. Lại. Our lives are in each other's hands. You reap what you sow. Feel my
over here! March! Ơi, cuối cùng cũng thắng rồi. Ok, thắng ai rồi anh em. Mình xin up ở đây nha anh em ơi. Xin up lại ở đây nha. Xin up là stream ở đây nha, kêu anh em nha. Mình xin up ở đây nha anh em. Anh em nào mình cái này để ải nhiều rồi nè. Không có năng cấp viên nữa. Kiểu như nhiều đồ quá sẽ được nâng cấp rồi. Judgment with the stroke of the brush. You called. There's nothing to a true warrior as stable as a mountain. Tell me your name. I pledge to smite the if you betray me, your soul shall burn in justice commands a true hero. Rest easy. I hold the trump card. Lead with reason. Protect Athena. Who do you think is protecting you, mortal? All things are guided by the laws of life. Con này chỉ được buồn lửa bác. Chỉ được cái con này nữa. I pledge to smite the demons with you, your majesty. We die for brother. A true warrior is stable as a mountain. If you betray me, your soul shall burn in eternal hellfire. Bắt ra chu du hùng nghệ cũng đỡ nha. Giờ có lượng lượng bố. Chi phu. Thôi là vậy thôi cậu. I could use some company in hell. Thank you.
Ok anh em nha, mình ở xin đó ở đây nha anh em. Offline đây nha. Bye bye anh em. Anh em nào muốn kết bạn thì chụp mã QR của mình lại xong rồi kết bạn nha.